Wow, man. bốn lá bốn mana, hai lá được một lá hai mana, được một lá, cái con này lỗi, con được 5 lá một này, tình phong, được 2 mana một lá này, cái này lá bổ trợ hả? Cái này là pháo, ok cũng được, con này ok được. Wow, cái này có lắc này cả nhà, cái này ray Sanseco, cái này đòi lắc xoáy này rất là ngon hả. Đây là 4 mana, 4 lá mana, một con này đúng không? Cái cục này nó sẽ đẻ ra cái con. Ok, chi chi rồi cả nhà. Thì cả nhà có hello, xin chào, xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn đầy tốt lành, tràn đầy hạnh phúc và thật là dư dả cho cuộc sống. Today so good. Hôm nay thì Sơn sẽ review tiếp cái con ERA 7. Thì hai video trước Sơn đã chia sẻ rất là chi tiết từ cái bản alpha test cho đến cái phiên bản mà Sơn cập nhật tình hình, và bây giờ Sơn sẽ cập nhật cái tình hình cái phiên bản chính thức và Sơn sẽ mở box để cho cả nhà xem và cả nhà xem Sơn tận hưởng cái trò chơi này như thế nào nha. Và tất cả những cái thông tin á thì cả nhà có thể là lên YouTube cả nhà search ERA 7 ra ra cái gameplay cũng như là cách Sơn phân tích về dự án Baker với lại team như thế nào và cái cách chơi ra làm sao, thì Sơn cũng đã rất là chi tiết từ A tới Z hết rồi. Và bây giờ thì Sơn sẽ để cho cả nhà một cái đường link về một cái website mà nó cũng có ghi rất là chi tiết về con ERA này ha. Cả nhà chỉ cần click vào ở dưới cái phần description thì cả nhà sẽ vào được và cả nhà đọc kỹ thêm, nghiên cứu sâu thêm ha. Và cái con Step N này á, hiện tại ở trong cái Discord ở bên MyGaming đang có tuyển School Lab. Ai mà có hứng thú tập thể dục thể thao thay đổi cơ thể thì cả nhà hãy join vào cái Discord đó nha. Discord này thì Sơn đã vào ở trong này, cả trong này thì cả nhà vào ở trong này đó, rồi cả nhà vào phần này thì có rất là nhiều người thảo luận chung ở trong này ha. Và trong này thì có là Mi 4 nè, Zugang, Gunship, Music Arena, Sen Infinity, đó rất là đông hơn cả nhà ha. Đó thì tập trung vào vấn đề nào, thì cái website tất cả Telegram Việt Nam ERA 7 á thì ở bên này, cả nhà có thể là vào ở trong này. Ở phần này thì rất là nhiều những bạn trao đổi với nhau về những cái chiến thuật cũng như là cách chọn bộ bài hợp lý, thì ai mà mới và không biết bắt đầu như thế nào thì mấy bạn có thể là vào ở trong cái Telegram này để hỏi những bạn này, rồi mấy bạn này chia sẻ cho những cái góc nhìn của mấy bạn và những cái bộ bài nào phù hợp với lại là túi tiền của mấy bạn nha. Và game này á thì nó có hai dạng, đầu tiên là free to earn và play to earn. Thì với cái cơ chế như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu trước về cái con game này, rồi sau đó chúng ta cảm thấy nếu như mà chúng ta quyết định đầu tư vào thì chúng ta đã hiểu trước rằng là free to earn nó như thế nào rồi ha. Và Sơn xin nhắc rằng tất cả những chia sẻ của Sơn chỉ là thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư, chỉ là một chút xíu góc nhìn về cái con ERA 7 thôi ha. Quyết định đầu tư là của cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và cái con ERA 7 này á, hôm trước á thì Sơn cũng đã có chia sẻ với cả nhà rằng là cái lúc đó là cái giá của nó đâu đó là tầm lúc đó là 0.1, cái đợt mà Sơn chia sẻ thì bây giờ nó đã lên 0.23 nữa, cái giá của nó khá là cao rồi. Nhưng mà thật sự á, thì đối với Sơn rằng là cái dự án này nó quả là căng thật. Trong tất cả các dự án mà Sơn review á thì cái con này nó áp thanh khoản vô đâu đó là 1 triệu đô, quá là khủng khiếp đúng không? Và bất cơ của nó cũng toàn hàng xịn như là bên Hubi rồi tất tần tật những người mà cả nhà có thể là xem ở trên cái website của nó. Thì ở trên website của nó bây giờ Sơn bật vào ha. Thì cái website này á là hiện tại nha, nó đang có ở trên cái phần Android, rồi sau đó là có phần PC, và phần iOS này nó đang coming soon. Cái phần white paper này thì cả nhà có thể là vào đọc hiểu, là tìm hiểu thêm. Ở hiện tại thì họ đang có buôn bán ở trên Pancake. Đấy, cả nhà có thể là vào đây rồi cả nhà chọn vô, rồi cả nhà có muốn mua token thì cả nhà mua ha. Ở phần dưới này là cái đường link contract của dự án ERA này, thì cả nhà có thể là vào để xem. Mình đọc sơ qua một chút xíu. Thì cái bộ bài này Sơn xin nhắc lại, nó sẽ có 7 hệ. Một hệ băng, quỷ, sắt, rồi búa chiến, hải tặc, rồi là hệ cây, với lại là hệ kiếm, hệ ánh sáng. Thì mỗi cái hệ này á, nó sẽ có Legendary, Epic, Ray và Common. Đấy, cả nhà hiểu nôm na là cái cơ chế như thế nào chưa? Và ở cái dự án này nó sẽ có hai cái đồng token. Đầu tiên là sẽ có ERA, thứ hai là đồng God ha.
Và cái đồng gót này là cái phần mà chúng ta phần thưởng của chúng ta. Đấy. Thì ở giai đoạn hiện tại đang là tháng 4, tháng 4 này á là cái phần mà họ sẽ đây, ở tháng 4 này là đang là quý 2 họ sẽ chạy ở trên iOS và Android, với lại là God Token là được list ở trên sàn DEX với thằng Seth này. Với lại là phần DAO, ở cái phần DAO này cơ chế rất là hay ha. Thì ở giai đoạn hiện tại á cả nhà, thì họ đã ra phiên bản chính thức vào ngày 28 tháng 3. 28 tháng 3 hay là 30 tháng 3 nhỉ? Cái phần partner thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở đây thì có quỹ HK nè, Binance CFT, Huobi các kiểu ha. Nó cũng có rất là nhiều các đội uy tín ở trong này. Cái phần này thì Sơn cũng đã là phân tích ở trên cái dự án trước rồi, thế nên là Sơn không phân tích nữa. Thì Sơn sẽ tập trung vào cái phần con game để cho cả nhà xem luôn. Thì ở bây giờ á, cái giá dao động ở trong này là ERA đang là 0.23 và cái đồng gót đang là 0.4. Ở cái giai đoạn hiện tại thì Sơn nghĩ là thực sự là Sơn gốc không có khuyến khích cả nhà mua nha. Ở trong này thì ở trong này thì họ đang bán là trao bóc thì mấy bữa là hết rồi. Cái game này thì chơi nó sẽ rất là nghiện, thực sự nó rất là nghiện. Lúc mà Sơn tìm hiểu cái con game này thì Sơn chơi đâu đó là 2 ngày 2 đêm, chơi từ 9 giờ sáng đến 2 giờ đêm, trời ơi dã man thiệt. Tại vì nói thật là nó nghiện thật. Hiện tại thì nó cũng có sử dụng cái chương trình Mining Camp. Cái chương trình này này nó cũng theo cái mô típ của Mobox, đó chính là lấy những cái lá bài MST, rồi sau đó là chúng ta hash power ra, có nghĩa chúng ta đào ra ERA ha. Thì nếu như là 100 lá, 100 hash thì chúng ta sẽ đào ra 0.82 ERA. Hiện tại thì Sơn chưa nhé, Sơn chưa có đào đó. Thì Sơn vào Sơn chia sẻ cho cả nhà biết thôi. Cái phần play game thì Sơn cũng chưa chơi, tại vì mấy bữa nay Sơn mới đi học về. Bây giờ thì Sơn sẽ vào ở trong cái phần market play thì Sơn cũng đã có mua box rồi. Hôm bữa trước thì Sơn mua một cái hộp box, đó hộp live box á. Đấy. Thì bây giờ là Sơn sẽ vào Sơn mở cái box cho cả nhà ha. Ở cái phần box này thì cả nhà có thể thấy được rằng là Sơn có một hộp này. Cái hộp này thì bây giờ Sơn mở ra nghe. Thì cái hộp này á, thực chất là nếu như mà Sơn mà mở ra đâu đó là những cái con như là ví dụ như là từ Legendary Epic Ray Common đi thì nó rất là tuyệt vời. Và lúc đó là Sơn có thể là bán được những cái giá rất là cao ha. Ở hiện tại thì cái giá Common đâu đó là 50 đô. Và cái giá cao nhất là đồ cái giá này là cái giá này là của gì Epic thôi. Epic mà đâu đó là 7.000 đô rồi, dễ mang con ngang thật. Đây là Legendary 4.800 đô. Sơn mở được mấy cái lá này Sơn bán thì ối rồi ôi luôn ha. Thôi nhưng mà chờ mình khoan nói về cái vấn đề mở bán cái đã. Mình sẽ vào ở trong này để mình mở ra để mình thử cái vận may ha. Ủa là si bùa cả nhà. Chúc mừng Sơn nha. Yes, bài tin. Ôi đôi bàn tay của tôi. Mở nào mở nào. Mình sẽ mở nha cả nhà nha. Ok, mở này. Khi mà Sơn mở thì cái hộp live box này á nó sẽ ra được cái hệ kiếm này, hệ búa này, hệ cây với lại là hệ hải tặc. Thì hôm bữa trước là Sơn có nói cho cả nhà rằng á là ở cái meta này thì cái hệ quỷ với lại là cái hệ hải tặc hoặc là cái hệ búa nó sẽ rất là mạnh. Nhưng mà Sơn chỉ có 1% là cái tỷ lệ mở ra legendary thôi, và 6% sẽ ra epic và 21% là ra ray và 72% sẽ ra common. Ở Malaysia Sơn mở nhé. Ok. Thực sự thì khi mà mở ra thì cái phí mà mở cái on sale á thì nó mới mắc. Bây giờ thôi Sơn mở luôn. Yes, mở nào. Bẹp bẹp bẹp. Umbala si bùa, umbala si bùa. Wow, man. Trời đất ơi, ra comment hả? Nhưng mà ra cái hệ hải tặc với lại hệ búa này cũng căng, cũng ngon. Thú thật thì hai cái hệ này là hai cái hệ mà đứng sau quỷ thôi. Cũng rất ok ha. Chúng ta cùng xem ha. Ở đây thì chúng ta ra 70% là cái lá hải tặc, rồi 30% là búa chiến. Cũng ok, cũng ổn. Ok, thì Sơn nghĩ rằng là nó cũng hợp lý. Thì nếu như mà lên chợ cái tầm này thì chúng ta có thể là vô mở lần 10 lá luôn cho nha. Trời đang mưa rồi.
Nhạc phí khá căng đấy. Wow, được 4 lá này. 4 lá 4 mana. 2 lá được 1 lá 2 mana. Được 1 lá cái con này là cái con được 5 lá 1 này, confirm. Được 2 mana 1 lá này. Cái này lá bổ trợ hả? Cái này là pháo, ok cũng được. Con này ok được. Wow, cái này có lock này cả nhà, cái này Ray Sun Cycle, cái này là lock xoáy nè. Rất là ngon hả? Đây là 4 mana. 4 lá mana. Ủa, con này cũng ngon. Ok, chơi luôn. Cái cục này nó sẽ đẻ ra cái con này nha cả nhà nha. Nó hơi bị xịn đó. Cái con này nếu mà mình cover được nó thì lát nó dùng đao nó bắn hơi bị xịn đó cả nhà. Đó. Nhà nhìn nè, cả nhà nhìn sơn cắt sơn mẹo sơn chích sơn giúp cái con này hả? Cái lá này rất là ngon. Đấy. Cái con này thì búp đam hả? Cái con nữ này thì búp đam. Nói chung là nếu mình chơi cái hệ búp đam á thì mình cứ lấy tăng vô rồi mình ui vãi xoài vậy. Căng đấy. Sơn có cái vàng trắng này căng lắm. Nói chung là nó không vô được đâu. Này ba máu này, bốn máu này đấy. Để dành cái con số 4 này á để lát có gì là sơn để nó tăng tại vì nó 6 máu luôn hả. Ui căng hết. Đấy, cả nhà thấy không? Rất là mạnh. Rồi bây giờ là sơn chỉ cần để cho cái con này đó thôi. Đấy. Xong rồi là sơn để bên này sơn chặt. Đấy, đậu ổn áp. Nó chặt cùng lắm là nó chặt chết một lẫn một à, không sao. Còn chủ yếu cái con này nè, cái lá nó búp cái con này căng lắm. Đấy, rồi. Chọn thôi. Ok. Ok, chi chi rồi cả nhà. Thì cả nhà có thể thấy được rằng là cái sức mạnh của bộ bài của Sơn nó như thế nào đúng không? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu như cả thà nhà yêu thích ERA7 thì cả nhà hãy join vào Telegram rồi chúng ta cùng bàn bạc cùng nhau. Còn ai mà yêu thích Stack and thích Mutual thì cả nhà có thể là vào ở trong cái Discord My Gaming. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cái buổi chia sẻ về ERA7 của Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà.